Vâng, Camero xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và trong video clip ngày hôm nay, trân trọng được giới thiệu đến toàn thể các bác và thông báo hàng về đối với sản phẩm đẩy mà em hết hàng từ Tết cơ. Từ Tết là số lượng là dòng phân khúc công suất nhỏ này. Bác gối ghép một bộ một đôi loa thì rất hợp lý. Thì đến ngày hôm nay là được 4 tháng bắt đầu về hàng tiếp để phụ bác đó dòng đẩy DB Autix ba hiệu KD500. Và thì báo cáo bác, các bác đang tìm hiểu là mua dòng đẩy nào hay, ở phân khúc nào tầm được tiền, thì hôm nay em giới thiệu bác là một con đẩy hay thật sự, ở phân khúc bình dân. Và cái thứ hai là tiếng nó đánh rất là hay. Và đối dòng này thì bác biết rồi, đã quá quen thuộc các bác là sản phẩm đẩy sử dụng mạch Class H bác nhá. Và mạch Class H là dòng mạch cho ra cái chất âm khi bác đánh full là rất là hay, rất dễ để phối ghép với những combo dàn mà đánh những cặp full. Ở phân khúc 500W một kênh thì đây là con đẩy đánh được tốt một cặp 40 đơn từ 220 coi 100, hoặc một cặp 30 coi 76, hoặc hai cặp bắt 25. Đấy, báo cáo chủ quán mình biết nhé. Và như biết thì đơn vị em là đơn vị bán và phục vụ bác với rất nhiều các hãng đẩy trên thị trường, gồm những thương hiệu nhà AP này, TD này, PS này, Adli này, DB, và những sản phẩm như đẩy khác như những sản phẩm đẩy loại 1 như BB kép, những sản phẩm đẩy như LA bên này mình đều có bác anh em. Nhưng nói đến các con đẩy hãng mà độ bền nó cao ấy, như hôm nay em giới thiệu bác ấy, được bảo hành đến tận 2 năm, các bác yên tâm không phải lo nghĩ gì vấn đề là nay nó lỗi hay gì cả. Thực ra những con đẩy này đã được trải nghiệm và được thử nghiệm ở đây, là đã bán phục vụ bác trong vòng hơn 2 năm qua, độ bền nó thể nói là cực kỳ cao. Gần như em bán con này chưa gặp trường hợp lỗi bao giờ. Các mã khác thì có nhưng trường hợp con đẩy như của mã KD500 hay sản phẩm đẩy Class H của DB này em chưa gặp trường hợp lỗi bao giờ. Nó thật sự thật lòng luôn. Đấy. Và đối dòng này thì các bạn đánh full nó tiếng rất là hay, vì nó sử dụng khi đánh vào full ý, thì nó sẽ được gần như đều ba giải. Là nhất là giải nó sẽ tiếng chép, tiếng trung nó lời sáng sạch, nó không bị rè, không bị nhiễu, không bị tạp âm đối dòng đẩy. Và cái thứ hai là công suất của nó công suất đủ. Chính vì vậy nó đánh cực đại của nó nên đánh đây cũng cặp bắt 40 đơn từ 220 qua 100 là như vậy các bác nhá. Thì bác cùng ngắm nhìn lại đồ con đẩy này. Thì nói đến các sản phẩm đẩy của DB thì em đánh giá rất là cao về ngoại thất, nhà hình dáng. Thì mẫu này và chính là nó công suất tương đương với con đẩy DB D2005 bằng màu đen. Thì phiên bản này nó thiết kế điểm nhấn của nó thì bác nhìn nó rất là đẹp, là hai cái gông của nó này. Hai gông là hai tấm nhôm. Hai tấm nhôm nguyên khối bác nhá. Nguyên khối nó ghép rời ngoài. Đấy, tạo điểm nhấn hai bên hông rất là đẹp, pha với tông màu đen điểm ghi cắt khuyết này. Thì hai tấm này bác nhìn nó sẽ để ra tạo ra thành cái điểm vòm cho hai chiếc áp, nó điểm nhấn bản thân từ hai bên, cũng như cái chiếc áp nó cũng điểm nhấn luôn, nhà những cái điểm lỗi một trội từ cái phần nguồn và điểm chiếc áp thì nó nhấn như là điểm nhấn luôn, rất là đẹp. Và hiệu suất con này rất là cao, nhỏ gọn nhẹ nhàng. Một con đẩy thiết kế mạch Class H thì nó đi đôi với nó không quá nặng lề. Và đối dòng này thì chạy quạt gió rất là êm không nhá, không có tiếng động mấy, gần như không có tiếng động vì nó sử dụng mạch Class H thì tiếng nó rất là êm du. Và cái thứ là một con phân khúc trong phân khúc đẩy hai kênh thì đây là con đẩy đánh giá là đầy đủ tính năng. Như biết thì những sản phẩm đẩy của DB thì từ những sản phẩm hai kênh, ba kênh, bốn kênh đều có tính năng chống chập dây loa, chính vì vậy nó rất là an toàn cho bản thân con đẩy, cho bản thân tất cả thiết bị dàn của bác. Cái tính năng chống chập đây là nó sẽ là đảm bảo cho các bác là khi các bác đầu lối này nó bị chập là nó ngắt, nó lát le, nó treo đèn lên là bác biết là mình đấu chập sai đâu, đúng không ạ? Hay đấu trên bộ dàn nó bị thiết bị nó bị chập là mình biết ngay lỗi. Cái thứ hai là khi các bác đánh trong trường hợp là các bác bị rú rít quá, nó ngưỡng rít nó mạnh thì nó cũng ngắt đẩy. Đấy, một con đẩy cực kỳ an toàn luôn, hay còn gọi là một số anh em hay quảng cáo bảo là đẩy chống rú rít thì nó chính là chế độ chống chập dây loa đó. Đấy. Và ngoài các chế độ đó ra thì con đẩy này nó tích hợp cả các chế độ như là Braille, Parallel, Sitter, các chế độ đánh chống chập và chập kênh. Và ở phân khúc con đẩy 500W thì đây con đẩy lại có thêm cả hai cầu link để cho bác là link tín hiệu ra một con đẩy khác, cực kỳ lợi luôn. Hoặc trường hợp các bác nào chỉ có một đường tín hiệu link vào thôi và bác phải link tiếp ra, cực kỳ tiện lợi luôn. Dây nguồn liền mới nhá. Đây là dòng dàn chuẩn đẩy sản xuất tại Trung Quốc. Với các công nghệ ở đây, các linh kiện nó linh kiện Nhật, khẩu những sản phẩm linh kiện của Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Mỹ. Đấy, là công nghệ của Mỹ này.
Đấy, bác cứ nhìn đây thì những đây là sản phẩm hàng nhập khẩu chính ngạch, có CLCQ code đàng hoàng bác nhá. DBO tích mạnh của KD500. Cân nặng là 15,5 kg. Made in China. Công nghệ của USA. Mã code ở trong ngoài đồng phạm đồng bộ nhau bác nhá. Đấy, mã code bác nhìn thấy mã code này. Mã code này, đầu số 0440. Đấy, thì trong một video clip thì em thông báo các bác trên kênh với sản phẩm đẩy mà em đã hết hàng được gần nửa năm. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên Yến Minh Auto qua những số điện thoại online đây, hoặc đến cơ sở bên Yến Minh là 364 Quang Trung ở Đông Lội, hoặc cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh là 76A Lý Văn Bích, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh các nhá. Thì tại thời điểm này thì bên Yến Minh vẫn nhận đổi các nâng cấp cho tất cả các khách hàng yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc có nhu cầu nâng cấp sản phẩm này, từ những sản phẩm âm ly thông thường, những phẩm vang cơ, vang số, cùi bắp gì đó mà các bác gần như nó ở nhà mình gần như là đang thừa thãi, hoặc là có chất âm nó chưa được cải thiện, thì bác có nhu cầu nâng cấp những sản phẩm chất lượng hơn, cao cấp hơn thì liên hệ trực tiếp bên em nhé. Đấy, như những con đẩy đây, con đẩy rất chất để phục vụ các bác anh em. Thì như biết thì không riêng gì mẫu đẩy này, đơn vị em thì bán rất đa dạng các mẫu đẩy, tổng cộng 40 mẫu đẩy khác nhau, thì các bác cũng anh em có nhu cầu thì liên hệ em nhé. Để bên trong hộp nó thì phiên bản 2021 này thì bên trong quyển sách các bác này, KD500 này. Và cái thứ hai nó có đến hai lớp thùng, lần trước là chủ lớp thùng trắng này thôi, nhưng mà đến hai lớp thùng và xốp nữa, bảo vệ rất an toàn luôn, bọc chuyển đi xa. Xin chân ái chào tạm biệt ạ.